Chào các bạn, đây là Philip Đặng. Những các bạn cũng hỏi Philip Đặng học Wushu không? Thì Phi cũng học võ cũng 18 năm rồi, học Wushu. Còn nhiều các bạn cũng hỏi làm sao mà mình đấm nhanh, làm sao mà cú đấm mình làm nhanh nhất. Trước hết mình học võ hay là một học đấm á, thì mình phải lúc nào cũng phải tập cho nó cái bắp thịt với cái thân thể nó mạnh hơn. Lúc nào phải tập đùi, tập cái eo, tập vai, tập tay. Cái gì cũng phải tập hết đó, không phải là cái cú đấm là nó riêng chỉ đấm về cái vai với cái tay thôi, mình phải tập cả cả thân thể luôn, tại từ cái cú đấm á là từ cái chân trước rồi tới cái eo rồi tới cái tay. Ok, để Phi chỉ cho. Bây giờ thí dụ có một người đối thủ nó đứng ở đây trước mặt mình, nó muốn đánh hay nó muốn thách đấu mình, thì từ mình đang đánh ở ngoài đường, mình đánh tại đôi á, thí dụ mình đấm từ đây nè. Cái quan trọng nhất á, và cái quan trọng nhất là lúc mình đấm là mình phải relax, mình phải thả lỏng. Mình càng thả lỏng á, thì cái cú đấm nó càng nhanh. Ok, mình phải thả lỏng trước khi cuối cùng cái khúc cuối cùng á, là mình đấm, là mình gồng lên. Ok, không phải là mình gồng từ đầu vậy là nó chậm. Mình lúc nào cũng phải thả lỏng xong á, rồi cú đấm mới nhanh. Ok, thí dụ nè, người ta đến đứng ở đây, ok, cái bàn tay ở đây, ok, thả lỏng. Cuối cùng á mình thở ra, ok, thở ra cho nó có sức, ok, thả lỏng, thở đều, từ cái tay này đây. Nhớ là mình phải đấm từ đây á, mình đừng có cho người ta biết là mình đấm, mình tập hoài, mình phải đấm 100 lần, 1.000 lần tập á, cho nó nhuyễn. Ok, một lần nữa. Ok, rồi mình tập vậy hoài á là mình có thể đấm nhanh được. Ok, cảm ơn các bạn.